Phương Thúy mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Thưa quý vị, mở đầu bản tin hôm nay là thông tin đáng chú ý từ tuyến hàng hải trên Biển Đỏ. Đây là nơi lực lượng Houthi ở Yemen đã tiến hành chiến dịch tấn công các tàu hàng suốt nhiều tháng qua nhằm bày tỏ đoàn kết với người dân Palestine ở dải Gaza. Tên lửa và máy bay không người lái của Houthi đã đánh chìm được một số phương tiện. Tuy nhiên, ngày hôm qua, ngày 12 tháng 6, đánh dấu lần đầu tiên lực lượng này triển khai thành công một xuồng tự sát điều khiển từ xa đánh trúng tàu chở hàng. Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 12 tháng 6 tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công vào một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Hy Lạp ở Biển Đỏ. Houthi tuyên bố tàu chở than Toro bị hư hại nghiêm trọng và có nguy cơ bị chìm sau khi bị tấn công bằng xuồng không người lái USV, máy bay không người lái UAV và tên lửa đạn đạo. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cũng xác nhận cuộc tấn công của Houthi vào tàu Toro. CENTCOM cho rằng một USV có khả năng chứa đầy chất nổ đã đâm vào tàu Toro. Tác động của vụ nổ đã khiến nước tràn vào và làm hư hỏng buồng máy. Trước khi CENTCOM đưa ra đánh giá trên, cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh UKMTO đã đăng tải một bản tin về vụ tàu Toro bị tấn công vào hôm 12 tháng 6 rằng một xuồng nhỏ đã đâm vào một tàu ngoài khơi Yemen ở Biển Đỏ. UKMTO mô tả chiếc xuồng đó có màu trắng và dài từ 5 đến 7 mét. UKMTO sau đó cho hay tàu Toro đang bị nước tràn vào và không còn điều khiển được. Trong bản cập nhật tiếp theo, UKMTO nói rằng con tàu bị trúng lần thứ hai bởi một vật thể bay không xác định và giới chức quân sự đang hỗ trợ. Houthi đã sử dụng USV từ nhiều năm trước với trang bị được cho là do Iran cung cấp. Cuộc tấn công ngày 12 tháng 6 đánh dấu cuộc tấn công thành công đầu tiên của USV Houthi trong chiến dịch tấn công tàu hàng ở vịnh Aden. Trong các vụ tấn công trước, các USV của Houthi hoặc bị lực lượng phương Tây phá hủy hoặc tự nổ dù chưa đến mục tiêu. Ngoài USV, Houthi cũng sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình chống hạm cũng như nhiều máy bay không người lái tự sát để tấn công tàu liên quan đến Israel và Mỹ với lý do là để bày tỏ đoàn kết với người dân Palestine tại dải Gaza đang bị Israel tấn công. Thưa quý vị, Phó Đô đốc Brett Cooper, chỉ huy lực lượng Hải quân Mỹ ở Trung Đông, thừa nhận sự xuất hiện của xuồng tự sát trên Biển Đỏ là dấu hiệu đáng lo ngại. Còn chuẩn đô đốc Mark Miguez, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Mỹ đang trực chiến ở Biển Đỏ, nhận định các tay súng Houthi có kỹ năng điều khiển xuồng tự sát tốt. Ông cho biết Mỹ chưa thể xác định Houthi còn bao nhiêu USV nên khó lên kế hoạch ứng phó. Mỹ và Anh từ tháng 1 nhiều lần tấn công các mục tiêu của Houthi để trả đũa hoặc ngăn chặn hoạt động tập kích tàu hàng. Tuy nhiên, thì các chuyên gia quân sự đặt câu hỏi về tính hiệu quả và khả năng duy trì chiến dịch của Mỹ và Anh khi chưa có dấu hiệu cho thấy Houthi sẽ ngừng tấn công tàu hàng qua Biển Đỏ. Cuộc xung đột tại Trung Đông trong khi đó đang đứng trước nguy cơ lan rộng nếu Israel quyết định tấn công nhóm Hezbollah ở Liban. Bộ trưởng An ninh Israel Ben Gvir hôm 12 tháng 6 cho rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu phản ứng không đủ mạnh với Hezbollah. Ông nói Thủ tướng Netanyahu hiện không còn lý do gì để né tránh một cuộc chiến toàn diện với Hezbollah để loại bỏ nhóm này. Và lời kêu gọi được đưa ra sau khi Hezbollah phóng liên tiếp 215 quả rocket vào miền Bắc Israel để trả đũa sau khi một chỉ huy của nhóm vũ trang bị Israel triệt hạ. Nhóm Hezbollah hôm 12 tháng 6 tuyên bố sẽ gia tăng cường độ, sức mạnh và số lượng hoạt động chống lại Israel sau khi chỉ huy cấp cao Taleb Abdallah bị sát hại. Lời cam kết này do quan chức Hezbollah Hashem Safieddin đưa ra tại lễ tang của chỉ huy Abdallah. Nếu thông điệp của kẻ thù là làm tổn thương nhà lãnh đạo của chúng ta, liệt sĩ Abu Taleb yêu quý. Nếu thông điệp của kẻ thù là nhằm làm suy yếu quyết tâm của chúng ta để chúng ta từ bỏ việc hỗ trợ những người bị áp bức, những người chiến đấu và cuộc kháng chiến ở Gaza, thì kẻ thù nên biết câu trả lời dứt khoát và không ngần ngại của chúng ta. Chúng ta sẽ tăng cường hoạt động về cường độ, uy lực, số lượng và chất lượng. Hãy để kẻ thù chờ đợi chúng ta trên chiến trường. Cuộc tấn công của Israel vào làng Jabal Amya ở phía nam Liban vào cuối ngày 11 tháng 6 đã giết chết 3 thành viên Hezbollah cùng với chỉ huy chiến trường cấp cao Abdallah, còn được gọi là Abu Taleb, theo thông tin từ Israel và 3 nguồn tin an ninh ở Liban. Một nguồn tin cho biết ông là chỉ huy cấp cao nhất của Hezbollah bị giết sau 8 tháng giao tranh. Quân đội Israel xác nhận rằng họ đã tiêu diệt ông cũng như 3 chiến binh Hezbollah khác trong một cuộc tấn công vào một trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Để trả đũa,
Hezbollah vào sáng 12 tháng 6 đã nã 160 quả rocket xuống từ Liban sang miền Bắc Israel. Những video trên mạng xã hội cho thấy nhiều quả rocket bị hệ thống phòng không Iron Dome, tức vòm sắt của Israel, ngăn chặn, trong khi một số khác rơi xuống đất. Hezbollah tuyên bố đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Israel, bao gồm một nhà máy sản xuất xe bọc thép. Kể từ cuộc xung đột nổ ra ở Gaza vào tháng 10 năm ngoái, Hezbollah và Israel đã thường xuyên đấu súng, khiến tình trạng thù địch ngày càng gia tăng, làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc đối đầu lớn hơn giữa các đối thủ được trang bị vũ khí hạng nặng. Thưa quý vị, một con tin vừa được Israel giải cứu hồi cuối tuần trước tại Gaza đã đưa ra những lời tường thuật đầu tiên về thời gian bị giam cầm. Đó là Andriy Kholov, 27 tuổi, bị bắt đi khi Hamas đột kích miền nam Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Anh Kholov kể rằng các tay súng Hamas đã cố tẩy não mình khi nói rằng lực lượng phòng vệ Israel IDF muốn thủ tiêu con tin. Chỉ bằng cách đó, chiến tranh mới đi đến hồi kết. Chính vì vậy, vào thời điểm đặc nhiệm Israel ập vào nơi giam giữ thì Kholov đã nghĩ rằng họ đến để giết mình. Anh Kholov cùng 3 con tin khác đã được giải cứu trong màn đột kích táo bạo của các đơn vị đặc nhiệm Israel ngay giữa ban ngày vào trại tị nạn Nusayrat ở Gaza hôm 8 tháng 6. Quân đội Israel mới đây đã công bố một video cho thấy những giây phút kịch tính nghẹt thở trong chiến dịch này. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảnh sát Israel mới đây đã công bố video ghi lại cuộc giải cứu hôm 8 tháng 6 khi các con tin bị lực lượng Hamas giam giữ tại trại tị nạn Nusayrat ở miền trung Gaza. Theo quân đội Israel, các thành viên đơn vị chống khủng bố Yaman cùng các đặc vụ thuộc Tổng cục An ninh Israel Shin Bet đã đồng loạt đột kích vào hai tòa nhà nhiều tầng ở trung tâm Nusayrat hôm 8 tháng 6, nơi 4 con tin đang bị các thành viên Hamas canh giữ. Đơn vị Yamam cho biết 3 con tin Israel bị giam giữ tại nhà của đối tượng Hamas Abdallah Al-Yaman trong trại tị nạn. Sau khi xác nhận 3 con tin an toàn, đội giải cứu trấn an các con tin và được họ đưa ra khỏi khu vực bị giam giữ dưới làn đạn. Con tin thứ 4 được giải thoát trong một tòa nhà khác gần đó. Trong chiến dịch ở Nusayrat, một sĩ quan Yaman là Arnon Smora đã thiệt mạng. 4 người vừa được giải cứu đã bị bắt cóc tại lễ hội âm nhạc Supernova ở biên giới Israel vào sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi các thành viên Hamas bất ngờ tấn công Israel. Giới chức Israel nói cuộc tấn công khiến 1.200 người thiệt mạng và 251 con tin Israel bị bắt giữ. Noah, Almog, Andrei và Shlomi. Họ đã được giải cứu sau 246 ngày bị Hamas giam cầm sau khi bị bắt cóc tại lễ hội âm nhạc Nova vào ngày 7 tháng 10. Đây là một nhiệm vụ phức tạp, có độ rủi ro cao dựa trên thông tin tình báo chính xác được thực hiện vào ban ngày tại hai tòa nhà riêng biệt nằm sâu bên trong Gaza. Lực lượng Israel đã chuẩn bị cho sứ mệnh giải cứu này trong nhiều tuần. Họ đã trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu. Đài ABC News dẫn hai nguồn tin an ninh Israel cho biết lực lượng đặc nhiệm Israel đã ngụy trang thành những người tị nạn Palestine đang tìm nơi trú ẩn khi họ tiến vào các tòa nhà nơi con tin bị giam giữ. Theo tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Palestine PRCS, các binh sĩ Israel đã sử dụng xe tải chở hàng viện trợ để đi vào Nusayrat, nơi có nhiều người Palestine lánh nạn. Tổ chức này cho rằng hành động của lực lượng Israel là tiền lệ nguy hiểm khiến cho các nhân viên cứu trợ nhân đạo có nguy cơ bị nghi ngờ trong tương lai. Quân đội Israel đã bác bỏ thông tin lực lượng giải cứu đến Nusayrat bằng xe tải chở hàng viện trợ, gọi đó là điều dối trá. Theo văn phòng truyền thông chính phủ của Hamas, cuộc đột kích của quân đội Israel vào trại tị nạn Nusayrat giải thoát 4 con tin, nhưng khiến ít nhất 274 người Palestine thiệt mạng, con số chính xác vẫn chưa thể xác định. Phía Israel thừa nhận họ đã khiến dân thường Palestine thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu, nhưng đổ lỗi cho Hamas vì đã giam giữ con tin và chiến đấu trong môi trường dân sự đông đúc. Theo người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari, Israel biết có khoảng dưới 100 người Palestine thương vong, nhưng không thể xác định được bao nhiêu người trong số họ là những kẻ khủng bố. Lực lượng Israel đã giải cứu thành công 4 con tin bằng cuộc đột kích táo bạo mà quý vị vừa theo dõi một số hình ảnh. Tuy nhiên, như truyền hình báo Thanh Niên đã đề cập, thương vong lớn với thường dân thường xảy ra trong chiến dịch giải cứu này khiến Israel đứng trước những lời chỉ trích gay gắt. Như quý vị vừa theo dõi ở video trên thì ít nhất là 274 người Palestine thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương khi lực lượng Israel tìm cách giải cứu 4 con tin. Không rõ có bao nhiêu trong số đó là thành viên Hamas, song cơ quan y tế địa phương cho biết nạn nhân gồm nhiều phụ nữ và trẻ em. Phe Hamas thậm chí còn nói rằng có thêm những con tin khác đã chết trong thời điểm đó. Thương vong quá cao như vậy làm dấy lên câu hỏi
là Tel Aviv có thực sự nỗ lực bảo vệ dân thường vô tội trong cuộc chiến chống Hamas ở Gaza hay không. Israel nói Hamas phải chịu trách nhiệm về thương vong dân thường vô tội vì đã giam giữ con tin và xây dựng cơ sở quân sự trong các khu vực dân sự. Tuy nhiên, các chuyên gia luật quốc tế cho rằng đây không thể là lời bào chữa cho những hành động gây tổn hại tới dân thường của Israel. Họ cho rằng Israel đáng lẽ phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa có thể để ngăn chặn thiệt hại với người dân Gaza khi tiến hành chiến dịch đột kích. Nguyên tắc cân bằng trong luật nhân đạo quốc tế không cho phép quân đội gây thương vong cho dân thường vượt quá mức so với lợi ích có thể đạt được từ các hoạt động quân sự. Israel nhận thêm một đòn giáng vào uy tín quốc tế của mình khi một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc hôm 12 tháng 6 cho thấy không chỉ có Hamas mà cả Israel cũng phạm tội ác chiến tranh trong giai đoạn đầu của cuộc chiến ở dải Gaza. Một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc hôm 12 tháng 6 cho thấy cả Israel và Hamas đều phạm tội ác chiến tranh trong giai đoạn đầu của cuộc chiến ở Gaza. Liên Hiệp Quốc cho biết hoạt động của Israel cũng cấu thành tội ác chống lại loài người vì những tổn thất dân sự to lớn. Những phát hiện này là từ hai báo cáo song song do Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc công bố. Hai cuộc điều tra tập trung vào cuộc tấn công của Hamas vào hôm 7 tháng 10 năm 2023 và phản ứng quân sự của Israel ở Gaza. Israel đã không hợp tác với Ủy ban và cho rằng Ủy ban này có thành kiến chống Israel. Phái đoàn ngoại giao của Israel tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva đã bác bỏ kết luận của cuộc điều tra. Hamas đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Theo thống kê của Israel, 1.200 người đã thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt làm con tin trong vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10. Bộ Y tế Palestine cho biết cuộc trả đũa quân sự ở Gaza sau đó đã giết chết hơn 37.000 người. Các báo cáo, bao gồm cuộc xung đột cho đến cuối tháng 12, phát hiện ra rằng cả hai bên đều phạm tội ác chiến tranh, trong đó có tra tấn, giết người hoặc cố ý giết người, xúc phạm nhân phẩm cá nhân và đối xử vô nhân đạo hoặc tàn ác. Cũng theo báo cáo, Israel đã phạm thêm tội ác chiến tranh, bao gồm việc sử dụng nạn đói như một hình thức chiến tranh. Tuyên bố cũng cho biết một số tội ác chiến tranh của Israel như giết người cũng cấu thành tội ác chống lại loài người. Trong báo cáo về vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10, Ủy ban đã xác minh 4 vụ giết người hàng loạt tại các nơi ở công cộng. Ủy ban nói rằng điều đó cho thấy các tay súng đã có chỉ dẫn hoạt động thường trực. Báo cáo cũng xác định mô hình dùng bạo lực tình dục của các nhóm vũ trang Palestine nhưng không thể xác minh độc lập các báo cáo về xâm hại tình dục. Bằng chứng được thu thập bởi các cơ quan được Liên Hiệp Quốc ủy quyền, đôi khi tạo cơ sở cho việc truy tố tội ác chiến tranh và có thể được Tòa án Hình sự Quốc tế sử dụng. Vào tháng 5, Văn phòng Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế đã yêu cầu lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Những phát hiện nói trên sẽ được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thảo luận tại Geneva vào tuần tới. Về tình hình cuộc xung đột tại Ukraine, theo kênh Telegram Military Summary, vào ngày Quốc khánh Nga ngày 12 tháng 6, quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công vào Crimea bằng 12 tên lửa ATACMS. Theo Moscow, thì đòn tập kích này đã thất bại, nhưng Kiev tuyên bố đã phá hủy các tổ hợp radar của hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400 trên bán đảo. Ngoài ra, thì máy bay trinh sát của Mỹ và Pháp bị phát hiện ở Biển Đen. Việc tăng cường phòng thủ bảo vệ cầu Crimea, chiến dịch đã được Moscow triển khai. Để đáp trả, thì lực lượng Moscow đã phá hủy một chiếc tiêm kích Su-27 và hệ thống phòng không S-300 của Ukraine ngay tại căn cứ. Quân đội Ukraine nói đây là một vụ tấn công Crimea thứ hai trong tuần này, sau đợt tập kích ngày 10 tháng 6. Như quý vị đã biết, thì Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014, nhưng Ukraine khẳng định sẽ đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Crimea và các vùng lãnh thổ khác ở nước này mà Moscow đang kiểm soát. Chuyển sang một thông tin khác, thì như truyền hình báo Thanh Niên hôm qua có đưa tin, một đội tàu chiến Nga đang đến Cuba trong một chuyến thăm đáng lưu ý. Vì diễn ra ngay sát nước Mỹ, nhóm tàu này gồm hộ vệ hạm đô đốc Gorbachev, tàu ngầm hạt nhân Kazan, tàu dầu Pashin và tàu cứu kéo Nikolai Tikhon đã cập cảng Cuba vào ngày 12 tháng 6 theo giờ địa phương. Và khi di chuyển thì qua vịnh Havana, nhóm tàu hải quân Nga được quân đội Cuba chào đón với 21 phát đạn bác bắn vào từ pháo đài có từ thế kỷ 18. Chiến hạm đô đốc Gorbachev đáp lại nghi thức này cũng với 21 phát đại bác. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh chiến hạm Nga tiến vào cảng cũng như những nhận định của chuyên gia về chuyến thăm này. Một tàu khu trục của Hải quân Nga và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hôm 12 tháng 6 đã tiến vào cảng Havana của Cuba. Đây là một động thái mà Mỹ và Cuba cho biết không gây ra mối đe dọa nào. Tuy nhiên, sự kiện này được nhiều người coi là màn phô diễn sức mạnh của Nga khi căng thẳng leo thang vì cuộc xung đột ở Ukraine.
Việc các tàu chiến Nga thăm Cuba là cách ông Vladimir Putin nhắc nhở Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Moscow cũng có thể thách thức Washington trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Sự liên kết địa chính trị này mang âm hưởng của chiến tranh lạnh, nhưng không giống như chiến tranh lạnh trước đây. Hiện nay người Cuba gắn bó với Nga không phải bởi mối quan hệ ý thức nào, mà bởi ảnh hưởng về kinh tế. Cuba đang trong tình trạng kinh tế khó khăn, và Nga là quốc gia duy nhất sẵn sàng cung cấp sự trợ giúp đáng kể, giống như họ đã làm trong thời kỳ Liên Xô. Chuyến thăm của tàu khu trục Nga diễn ra cùng lúc Cuba đối mặt với khó khăn lớn về mặt kinh tế, thiếu hụt nhiều loại hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 4 tàu Nga đã tới Cuba hôm 12 tháng 6 sau khi tiến hành huấn luyện vũ khí tên lửa có độ chính xác cao ở Đại Tây Dương. Bộ Ngoại giao Cuba cho biết hạm đội này không mang theo vũ khí hạt nhân và giới chức Mỹ cũng nhắc lại điều này. Tôi hơi ấn tượng vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì gần đến thế, một con tàu lớn tầm cỡ như vậy. Tuần trước, Cuba cho biết chuyến thăm là thông lệ tiêu chuẩn của các tàu hải quân từ các nước có quan hệ thân thiết với Havana. Mỹ đã theo dõi khi các tàu Nga đi theo dọc bờ biển Florida gần đó. Hôm 12 tháng 6, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với các phóng viên rằng các hoạt động diễn tập hải quân như vậy là thông lệ. Các tàu Nga dự kiến sẽ ở lại Havana cho đến ngày 17 tháng 6. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tình hình tại các điểm nóng xung đột trên thế giới ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Báo Thanh Niên. Phương Thúy xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về các điểm nóng xung đột sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ, mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.